Dù đã đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc ngót nghét hơn 14 năm trời, nhưng dấu ấn của Honey Lee vẫn không hề phai nhạt. Cô vẫn luôn là hình mẫu mà dư luận Hàn Quốc luôn nhắc đến khi cuộc thi diễn ra mỗi năm. Bởi sau khi trở thành cô gái đẹp nhất xứ Kim Chi năm 2006, thì ít lâu sau, mỹ nhân có tên thật là Lee Hani đã có màn thể hiện xuất sắc trong Hoa hậu Hoàng vũ Thế giới 2007. Dù chỉ có thể giành vị trí Á hậu 3, nhưng Honey Lee cũng đã làm cả Hàn Quốc tự hào. Trong năm đó, cô cũng là Hoa hậu châu Á đầu tiên chiến thắng tại Miss Grand Slam, Hoa hậu của mọi Hoa hậu trong thập niên 2000. Vệ sĩ của Kim Tae-hee. Cùng xuất thân từ gia đình danh giá, sở hữu nhan sắc hơn người, lại tốt nghiệp từ ngôi trường nổi tiếng Đại học Quốc gia Seoul. Tình bạn giữa Kim Tae-hee và Honey Lee đã bền chặt từ thuở chưa bước chân vào giới giải trí. Với xuất phát điểm gần như tương đồng, nhiều người không khỏi đặt Kim Tae-hee và Honey Lee lên bàn cân để phân định ai đẹp hơn ai, ai nổi tiếng hơn ai. Đồng thời thắc mắc, dù mang mác là bạn thân, hai người đẹp này có bao giờ ghen tị lẫn nhau? Để đập tan mọi nghi vấn xoay quanh tình bạn giữa mình và Kim Tae-hee, Honey Lee đã lên tiếng khẳng định, chúng tôi không chỉ đơn thuần là bạn bình thường. Thật ra thời đại học, tôi là vệ sĩ của chị Kim Tae-hee. Vì chị ấy quá đẹp nên mỗi khi có ai bén mảng đến gần, tôi đều xung phong chạy lên phía trước và bảo người ấy tránh xa chị Tae-hee của tôi ra ngay. Thậm chí nàng hậu còn nhấn mạnh, Kim Tae-hee là hình mẫu lý tưởng về người phụ nữ trong cô, không chỉ về nhan sắc, học thức mà còn bởi một sự nghiệp thành công cùng mái ấm gia đình hạnh phúc. Lời thú nhận của Honey Lee khiến nhiều người không khỏi bất ngờ, vì với một mỹ nhân được mệnh danh hoa hậu đẹp nhất Hàn Quốc như Honey Lee, sao chỉ có thể là vệ sĩ núp bóng Kim Tae-hee? Trong mắt công chúng, nếu Kim Tae-hee là nữ thần Đại học Quốc gia Seoul, Honey Lee chắc chắn cũng không thể bị đánh bật khỏi danh hiệu hoa khôi trường đại học nhờ nhan sắc đỉnh cao của mình. Nàng hậu đa tài. Xét về gia thế, Honey Lee thật sự là một tiểu thư cành vàng lá ngọc đích thực. Cô sinh năm 1983 trong một gia đình tri thức, bố từng là quan chức của cơ quan tình báo Hàn Quốc, mẹ là tiến sĩ ngành lịch sử âm nhạc Hàn Quốc và là giáo sư đại học nữ Ewha, một trong những ngôi trường lâu đời và danh giá nhất Hàn Quốc. Đồng thời, bà còn là em gái của chính trị gia Moon Hee-sun, đặc phái viên của chính quyền tổng thống Moon Jae-in tại Nhật Bản. Bản thân Honey Lee cũng được công nhận là thần đồng đàn Gayageum ngay từ bé. Thời đại học, cô thay đổi chuyên ngành âm nhạc dân tộc tại trường Đại học Quốc gia Seoul và tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu. Sau đó, Honey Lee tiếp tục khẳng định bản thân là người đẹp có học thức thuộc hàng khủng của showbiz Hàn Quốc khi chinh phục cả tấm bằng thạc sĩ danh giá tại chính ngôi trường đẳng cấp này. Ngoài lĩnh vực âm nhạc truyền thống, Honey Lee còn có tố chất thể thao hơn nhiều người đẹp khác. Cô sở hữu đai đen tam đẳng Taekwondo, là vận động viên lặn suốt ba, lặn bình khí và trượt tuyết chuyên nghiệp. Với tính cách năng động và cá tính, cùng sự cổ vũ nhiệt tình từ người chị thân thiết, khi còn trên ghế nhà trường, Honey Lee đã thử sức mình tại cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc năm 2006. Vốn chỉ mang tính chất thi cho vui, ấy vậy mà cô nữ sinh Đại học Quốc gia Seoul lại đoạt luôn ngôi vị cao nhất khiến nhiều người không khỏi trầm trồ. Lúc bấy giờ, ngoại hình của Honey Lee được đánh giá đi ngược lại với mọi chuẩn mực về cái đẹp ở Hàn Quốc. Không như nhiều mỹ nhân mảnh mai và thanh thoát, Honey Lee lại gây ấn tượng bởi vẻ đẹp đầy đặn, khỏe khoắn nhờ làn da nâu nóng bỏng, cùng nụ cười rạng rỡ làm lộ má lúm đồng tiền xinh xắn và chiều cao khủng lên đến 1m73. Bên cạnh đó, học thức đáng nể và sự thông minh của Honey Lee khi trả lời phỏng vấn trước báo giới còn là đề tài gây xôn xao nhất trong cộng đồng cư dân mạng sau khi cuộc thi Hoa hậu kết thúc. Nhờ cô, định kiến người đẹp não ngắn gần như bị phá vỡ hoàn toàn, đồng thời khiến công chúng có cái nhìn tích cực hơn về các cuộc thi sắc đẹp, vốn luôn chịu nhiều sự dè biểu và chê bai từ xã hội Hàn Quốc. Thậm chí, những người yêu mến Honey Lee còn nhanh chóng thành lập fan club cho cô, với hy vọng Hoa hậu Hàn Quốc 2006 sẽ có thể làm rạng danh nước nhà tại cuộc thi Miss Universe 2007 được tổ chức tại Mexico. Không phụ lòng mong mỏi của người hâm mộ, Honey Lee thực sự làm nên chuyện tại cuộc thi sắc đẹp năm đó. Không chỉ là gương mặt châu Á được chú ý nhất, mà còn xuất sắc đoạt luôn danh hiệu Á hậu 3 Hoa hậu Hoàng vũ 2007. Nhờ thành tích xuất sắc đạt được tại cuộc thi sắc đẹp tầm cỡ quốc tế, Honey Lee ngày càng được yêu mến tại nước nhà, đồng thời có cơ hội tấn công vào giới giải trí. Năm 2009, cô chính thức ra mắt màn ảnh nhỏ với bộ phim truyền hình đầu tay Partner của đài KBS. Đầu năm 2011, Honey Lee đạt được thành quả đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất với danh hiệu nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại lễ trao giải thưởng truyền hình cuối năm của đài MBC, nhờ màn thể hiện ấn tượng trong bộ phim thuộc đề tài gia đình Những nàng dâu sắc. Thời gian sau đó, Honey Lee tiếp tục chăm chỉ góp mặt cho nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh. Lúc bấy giờ, tuy chưa thật sự chọn được một kịch bản phù hợp cũng như tạo được chỗ đứng trong lòng các khán giả khó tính, Honey Lee vẫn không hề tỏ ra thất vọng và nản chí. Năm 2017, tên tuổi Honey Lee lần đầu được tỏa sáng rực rỡ trên màn ảnh rộng với vai diễn Park Yona trong bom tấn Hurt Blackened. Thậm chí, dù chỉ góp mặt ở tuyến phụ, màn thể hiện của Honey Lee lại xuất sắc đến mức nhiều ý kiến cho rằng phân cảnh của cô còn thu hút người xem hơn cả vai chính của nữ diễn viên Park Shin Hee. Nhờ thế, danh hiệu nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại giải thưởng nghệ thuật Besan lần thứ 54 đã thuộc về Lee Honey, và cô trở thành gương mặt nổi tiếng trong làng điện ảnh Hàn Quốc. Cùng năm ấy, cô thay đổi hình tượng 360 độ khi tham gia vào phim hài The Broad bên cạnh Ma Jong-suk và Lee Dong-hee.
Trên bảng truyền hình, Honey Lee cũng chứng tỏ cô hoàn toàn có thể tỏa sáng nếu đảm nhận một nhân vật đa chiều phức tạp, đặc biệt là những nhân vật phản diện. Ví dụ như trong phim cổ trang Shy or Go Crazy năm 2015, hay trong Please Come Back Mister 2016, năm 2017 với phim truyền hình Rebel Tales of Stories People. Thời của Honey Lee. Honey Lee khởi động một năm 2019 đầy hoành tráng với phim điện ảnh Extreme Job, Rosi Yung-yeon, Honey Lee, Lee Dong-hee, xoay quanh một nhóm cảnh sát vì để điều tra một đường dây buôn bán ma túy mà cải trang thành chủ một cửa hàng gà rán. Đủ chuyện dở khóc dở cười xảy ra khi họ không ngờ được rằng hàng gà lại trở nên nổi tiếng vì món gà rán quá ngon. Thu hút gần 13 triệu khán giả chỉ sau 19 ngày công chiếu, Extreme Job hiện là phim hài ăn khách mọi thời đại vượt qua kỷ lục trước đó của Miracle in Cell No. 7 năm 2013. Đây cũng là phim có số lượng khán giả cao thứ hai trong lịch sử điện ảnh Hàn, chỉ sau bom tấn The Emerald Road Current năm 2014. Thành công vang dội của Extreme Job đã giúp cho sự nghiệp của Honey Lee tăng hạng chóng mặt tại Hàn Quốc. Cô đứng thứ hai trong danh sách những diễn viên điện ảnh quyền lực nhất tháng 2, chỉ sau nam diễn viên kỳ cựu Ri Sun Ryong, cũng là nam chính của Extreme Job. Honey Lee không chỉ được khen ngợi cho diễn xuất hài hước, khả năng tự mình đóng những cảnh hành động mà còn sự chịu khó làm xấu hình tượng khi vào vai một nữ cảnh sát thô lỗ ăn mặc lôi thôi lụm thụm. Có thể nói, ít có người đẹp nào dũng cảm như Honey Lee. Sau Extreme Job, Honey Lee thừa thắng xông lên tấn công mảng truyền hình với The Friday Free. Trong phim, cô vào vai một nữ công tố viên thông minh xinh đẹp nhưng tính tình ngang ngược và đầy tham vọng. Tự tin mạnh mẽ, phong cách, khi thì đánh đá, khi thì hài hước và cũng có chút thủ đoạn. Nhân vật Park Yun Sun của Honey Lee đem lại làn gió mới cho truyền hình xứ Kim Chi với hình tượng nhân vật dị đại, không sợ trời, không sợ đất. Sánh đôi bên cô nàng công tố viên chất lượng này là nhân vật linh mục mắc chứng rối loạn cưỡng chế nổi loạn và có hơi điên khùng của Kim Nam Gil. Hiện bộ đôi ăn ý này đang làm mưa làm gió màn ảnh nhỏ và mang lại những tràng cười sảng khoái cho người xem. Ngoài sự nghiệp ngày càng thăng hoa, Honey Lee còn khiến công chúng không khỏi ngưỡng mộ khi luôn duy trì được nhan sắc lộng lẫy, ngoại hình quyến rũ cùng mối tình bền vững suốt hơn 7 năm với nam tài tử Yeon Ki-sun. Giờ đây khi nhắc đến Honey Lee, không ai còn nhớ đến cô nàng có bệ đỡ vững chắc từ gia đình quyền quý hay chỉ là cái bóng núp sau người bạn nổi tiếng Kim Jae-hee, mà là một nữ diễn viên tài năng thực thụ được công nhận sau nhiều năm miệt mài đi tìm chỗ đứng của mình trong ngành công nghiệp giải trí đầy khắc nghiệt. Nhân cách tốt của Honey Lee cũng từng là đề tài lớn cách đây không lâu. Trong đợt quảng bá phim Extreme Job, khi mọi người vẫn bận rộn giao lưu với MC, cô đã nhận ra đàn anh Ryo Seon Ryong gặp rắc rối nhỏ bởi thức ăn dính răng. Người đẹp đã khiến nhiều người bất ngờ khi không ngại dùng tay tự gỡ rối giúp bạn diễn. Có thể nói, Honey Lee không hẳn là một diễn viên, hoa hậu hay MC đơn thuần. Cô là một nghệ sĩ thực lực và là biểu tượng văn hóa của Hàn Quốc. Minh chứng là trong lễ bế mạc Olympic mùa đông Pyeongchang năm 2018, Honey Lee trong trang phục hanbok truyền thống và nhảy trên nền nhạc dân tộc chính là mang ý nghĩa đặc biệt về vẻ đẹp cội nguồn Hàn Quốc. Không phải tên tuổi nào của xứ Kim Chi cũng có thể thực hiện vinh dự này. Nhìn lại chặng đường hoạt động của nàng hậu được mệnh danh đẹp nhất Hàn Quốc, Lee Honey không chỉ đẹp, gợi cảm, có một sự nghiệp thành công mà còn là biểu tượng về tri thức đối với các thế hệ hoa hậu đàn em mà cho đến nay chưa ai có thể vượt qua được hình ảnh chuẩn mực về hoa hậu mà Honey Lee để lại.